Rồi bà khỏe chưa Tư? Cũng đỡ rồi bà ơi, bác sĩ nói là đỡ rồi. Thánh thần ơi, má ơi, ông an ủi bà đó má ơi. Chứ bệnh này tôi nói là 10 người chết hết 10 không ai qua khỏi hết trơn á, chứ đó là một khỏe. Bởi nhiều khi tôi nói chị em qua nói chuyện với bà bữa nay chứ mai em chừng qua cúng bà cũng chừng nữa.